Sao hôm nay em cho con em học sớm thế? Tại mẹ bảo đưa con đến lớp, xong tranh thủ đi có việc ạ. À, anh ăn đi. Ăn đi con. Anh nghe Dung ơi. À thế sáng nay hoãn họp giá bán kinh doanh hả chị? Thôi cũng được chị ạ. Em tranh thủ đi gặp khách hàng, em chốt cho xong cái hợp đồng. Chị cũng xin đi định giá tài sản, chứ ngồi văn phòng nhìn mặt hãm của con Hoàn, ngứa mắt lắm. Công nhận chị nhở, mặt cứ nhơn nhơn ra ấy. Em đang chờ xem mới định giở trò tiếp theo đây. Ôi chị ơi, sếp gọi, tí gọi lại nhá. Dạ em nghe ạ. Tôi check mail chưa thấy gửi báo cáo đánh giá thị trường. Tôi cần thông tin gấp, cô gửi ngay đi. Em xin lỗi anh ạ, đêm qua em mới làm xong. Sáng nay em lu bu nhiều việc quá, em quên chưa gửi cho anh ạ. Bây giờ em vào máy em mở em gửi check luôn đi ạ. Dạ em chào anh ạ. Phong ơi, con ăn đi xong mẹ đưa đến trường nhá. Vâng ạ. Ăn đi. Ăn đi. Em có cần anh giúp gì không? Không anh ạ, không cần đâu ạ. Này, nãy có anh nào gọi sớm thế? Anh nào à? À, sếp Tình có em mà. À. Anh ra bảo con ăn nhanh cho em nhé. Em đi học cũng muộn anh ạ. Rồi, rồi cho lên đây. Em chào anh ạ. À, chào cô. Tôi là Hiếu, chồng của Linh. Dạ, em mời anh ngồi. Vừa thấy anh, em đã đoán ra chính là anh rồi ạ. Phong thái chỉn chu, lịch lãm, rất chuẩn người có tri thức. Vợ tôi hay kể về tôi và gia đình ở chỗ làm lắm ạ. Không ạ. Chị chưa từng nhắc về anh. Hồi mới vào làm, em thấy chị Linh hay đi cùng với anh giám đốc. Nhìn chị ấy ăn mặc trẻ trung, xinh đẹp, em còn tưởng chị ấy là single mom. Nhìn thấy anh vội đến gặp em như này là biết anh lo lắng và quan tâm vợ như nào rồi ạ. Vâng, làm chồng thì ai cũng lo cho vợ cho con. Mà cô Hoàn cần gặp tôi gấp có việc gì đấy ạ? Khi gọi điện cho anh, em cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà thấy anh tới gặp em lại cảm thấy ân hận ạ. Có lẽ chuyện này em không nói ra sẽ tốt hơn. Đằng nào tôi cũng đến rồi, có việc gì cô cứ nói đi ạ. Sự thật, dù có như thế nào, em mong anh cũng hết sức bình tĩnh. Tôi không sao, cô cứ thẳng thắn ạ. Ở ngân hàng, chị Linh hay gặp riêng giám đốc nhiều nhất. Ai cũng nghĩ vì chị ấy nhanh nhẹn nên thường việc khó sếp sẽ giao để trao đổi riêng. Nhưng sự việc lại phức tạp hơn em nghĩ ạ. Là thế nào? Cô cứ nói chi tiết, tôi nghe đây. Hôm đó, chị trưởng phòng nghỉ ốm, có công văn cần trình để ký gấp. Em phải mang qua phòng giám đốc để giám đốc ký. Vì là em mới vào làm nên là trưởng phòng giao gì em cũng không dám chậm trễ hay là nhờ ai khác. Vì là việc gấp nên em mang qua thẳng văn phòng, em không gọi điện trước cho giám đốc. Em xin lỗi ạ. Thì em xin lỗi, em biết là khi em nói ra chuyện này, anh rất lo lắng. Thậm chí cũng có thể sẽ khiến ảnh hưởng đến gia đình anh. Nhưng lương tâm và đạo đức của em không cho phép em im lặng ạ. Chuyện xảy ra lâu chưa? Cách đây khoảng 1-2 tuần ạ. Em rất ngại khi nói cho anh biết chuyện này. Nhưng em được biết anh là người đàng hoàng. Nếu nói ra anh biết sự việc, anh sẽ có cách xử lý văn minh. Quan trọng hơn, anh sẽ giữ cho gia đình thật yên ấm ạ. Cảm ơn cô đã thông báo.
những chuyện cô vừa kể cần được kiểm chứng. Và tôi với Linh luôn có sự tin tưởng lẫn nhau. Vâng, em cũng đã nghĩ rất nhiều mới dám gọi cho anh. Vì chuyện này cũng dễ hiểu lầm. Sau lần ấy, em có để ý hơn. Và nghe mọi người ở văn phòng xì xào rất nhiều về quan hệ giữa chị Linh và sếp Thịnh. Quan hệ của hai người đã có từ lâu rồi ạ. Ở chi nhánh, mọi người đồn thổi nhiều chuyện kinh lắm. Em rất ngại khi hẹn gặp anh thế này và băn khoăn không biết có nên kể cho anh biết không. Em nghĩ anh nên tự tìm hiểu thêm để biết sự thật. Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã hẹn gặp và cho tôi biết chuyện. Quan điểm của tôi về những điều đồn đoán, đơm đặt và thiếu bằng chứng, tôi không quan tâm. Tôi sẽ có cách tìm hiểu của riêng tôi về những điều cô vừa kể. Cô cũng biết Linh vợ tôi là người thế nào. Với tôi luôn có sự tin tưởng tuyệt đối ở cô ấy. Vâng, chị Linh được anh tin tưởng tuyệt đối đúng thật là may mắn. Em xin lỗi nếu đã làm mất thời gian của anh. Em rất mong anh coi đây là thông tin nội bộ giữa em với anh. Và cuộc gặp này anh sẽ không kể cho ai khác. Nếu không còn chuyện gì thì chúng ta kết thúc câu chuyện ở đây. Tôi còn nhiều việc. Xin phép. Việc bán hàng thì đã có cái xoài nó đỡ rồi. Thế còn việc cơ quan lo cho con cái nữa. Mẹ thấy cái Linh thế cũng mệt con ạ. Thì con cũng biết là vợ con là người nhanh nhẹn tháo vát, cũng biết lo toan việc nhà. Thế nhưng mà chắc là phải sắp xếp lại. Thì con muốn là... Con muốn nó nghỉ việc cơ quan hay là nghỉ bán hàng? Vợ con làm ngân hàng phát sinh những mối quan hệ phức tạp. Thế vợ chồng con có chuyện gì à? Sao con cứ vòng vo mãi thế? Mẹ không hiểu. Thế con muốn gì? Con không biết là bây giờ phải kể với mẹ thế nào nữa. Con mới nhận được thông tin là vợ con ở ngân hàng có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp với một người. Con hỏi mẹ nhá, bỗng dưng người ta gặp con để làm gì? Nếu mọi chuyện đúng như người ta kể thì thực ra bây giờ con cũng chưa biết phải làm thế nào. Nhưng mà không thể để cho mọi người nghĩ mình như một thằng ngu được. Thế con có tin vợ con không? Cái chuyện này phải suy xét cho kỹ, chứ đừng vì vài lời đơm đặt mà nghĩ sai cho vợ của mình. Lâu nay con vẫn luôn tin tưởng ở Linh. Thế nhưng mà cái cảm giác người ta tìm gặp rồi nói thẳng vào mặt mình rằng vợ mình đã có mối quan hệ đằng sau lưng, nó rất khó chịu mẹ. Một cái người đàn ông bản lĩnh khác với một người đàn ông nông nổi là một khi đã tin vợ của mình rồi thì những cái lời đàm tiếu bên ngoài phải bỏ ngoài tai chứ. Thế nhưng có phải là không muốn nghĩ sẽ không nghĩ đâu ạ. Con đã từng tin tưởng vào sự chung thủy để rồi nhận về sự lừa dối. Chuyện vợ cũ của con đã qua lâu rồi. Con buông bỏ đi. Đừng như con chim trúng đạn, sợ làm cành cong. Có lẽ là con phải đối diện và thẳng thắn để làm rõ mọi chuyện. Như thế mới hết cái cảm giác khó chịu, bất an này. Lâu nay, con cũng thiếu quan tâm đến vợ của con. Mẹ biết, cái Linh nó buồn, trách móc con. Thế nhưng nó là đứa biết điều. Con lẩn trần vì thực lòng là con cũng không muốn tin về điều đó. Con về, con cứ nói hết nhẽ với cả cái Linh. Hai vợ chồng con cứ bình tĩnh giải quyết. Mà con phải nhớ,
không được nói những lời hồ đồ khó nghe đâu đấy. Dạ. Con sang đây nói chuyện với mẹ, muốn để mình thật bình tĩnh mẹ. Bản thân con phải giải tỏa trước. Một khi trong lòng con không hoài nghi, không bực tức nữa thì câu chuyện con nói nó cũng sẽ khác. Con thấy ổn hơn rồi. À, mẹ đừng nói gì với Linh nhá. Để con chủ động nói. Còn bây giờ con về cơ quan đây.